không phải đến các điểm cấp đổi đăng ký giấy phép lái xe nhiều lần như trước nay. Người dân Hà Nội chỉ cần truy cập vào mạng dịch vụ cung cấp độ 3, kê khai thông tin cần thiết, sau đó nhận được một mã số như số thứ tự, hẹn ngày giờ đến làm việc. Như vậy, người dân chỉ đến nơi cấp một lần là có thể lấy được giấy phép lái xe. Đây có thể coi là bước đột phá trong công tác cải cách hành chính công của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. Nếu như trước đây, người dân phải mất 5 ngày mới đổi được giấy phép lái xe mới, thì nay chỉ cần truy cập vào mạng và sau 3 ngày là có giấy phép lái xe. Người dân chỉ cần truy cập vào website của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, sau đó chọn mục Dịch vụ công trực tuyến, kê khai theo mẫu bao gồm tên tuổi, nơi cư trú, số chứng minh nhân dân, số giấy phép lái xe. Sau khi đã điền đầy đủ thông tin, hệ thống sẽ xác nhận và cấp cho người đăng ký một mã số như số tự, được thỏa thuận đến ngày, giờ, đến làm việc. Đến ngày hẹn, người dân chỉ cần mang giấy phép lái xe cũ, hồ sơ gốc, chụp ảnh tại chỗ và ngồi chờ khoảng 2 giờ là có giấy phép lái xe mới. Tức là thực sự là cũng dùng nhiều dịch vụ công của thành phố nhưng mà lần đầu tiên được cảm thấy nó hài lòng này. Thực sự là thuận tiện hơn. Thứ nhất là cập nhật thông tin trước trên mạng thì cái độ sai sót là nó hạn chế. Cái hai là đến đây thì chỉ gần như chỉ chụp ảnh thôi thì rất là thoải mái rồi và thời gian xử lý thì rất là nhanh. Thường là tính dịch vụ công là cũng xác định là phải mất 1-2 buổi nhưng mà như thế này thì chỉ cần cà phê một lúc là có thể lấy được rồi. Tôi thấy rất nhanh chóng, tiện lợi. Cán bộ xử lý thì xử lý rất là nhanh và cái tôi lấy bằng trong vòng 2 tiếng sau, không phải đợi trong vòng 1 tuần nữa. Không chỉ mang lại nhiều sự thuận lợi cho người dân, dịch vụ công cấp độ 3 còn giúp cho cán bộ quản lý nhà nước giảm áp lực, chủ động giải quyết được hồ sơ, rút ngắn thời gian trả kết quả. Thủ tục này nó làm cho anh là từ nhà anh đã biết anh phải chuẩn bị gì. Và những bước sắp xếp lại công tác của cơ quan quản lý nhà nước khi đã nhận được thông tin của anh, thì mọi cái thông tin của anh đều được xác minh tra cứu, xong rồi anh có lịch hẹn, thì gần như là anh đã có kết quả. Và bước thứ hai là cơ quan quản lý nhà nước phải sắp xếp lại cái phần công việc của mình, cũng như là có cái sự kết nối, rồi sự đầu tư thêm những cái cơ sở vật chất để mà anh xử lý làm tất cả những công việc này nó được một cái hiệu quả nhất. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe rất lớn. Trung bình mỗi ngày, tại mỗi đơn vị tiếp nhận từ 700 đến 800 trường hợp làm thủ tục, thậm chí có ngày tăng đến trên 1.200 trường hợp. Chính vì vậy, tới đây Hà Nội sẽ tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, mở rộng thêm dịch vụ công cấp độ 3 tại một số đơn vị khác. Giải pháp thì trong ngay thời gian chúng tôi đang làm thí điểm, nếu mà nó ổn định thì hết cái thời gian thí điểm thì chúng tôi sẽ mở rộng thêm 2 điểm nữa. Với 6 cao bao quát và Long Biên, trang bị thêm máy móc như là con người. Để đáp ứng sau cái thời gian tổng kết sẽ có cái báo cáo cụ thể để cho người thực dân được đến đăng ký thuận tiện nhất. Có thể nói, thời gian qua, Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp trong việc cấp đổi giấy phép lái xe để mang lại sự hài lòng hơn cho người dân. Với việc cung cấp thêm loại hình dịch vụ công cấp độ 3, được đánh giá là hợp lòng dân, góp phần cho công tác cải cách hành chính, quản lý nhà nước được nâng cao hơn và hiệu quả hơn.